Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Vina Organic. Như các bạn cũng đã biết thì Vina Organic chúng tôi rất tự hào về những sản phẩm, về những máy móc, thiết bị, về chế biến sản phẩm. Chúng tôi đã chuyển giao rất là nhiều nơi trên toàn quốc. Và trong đó máy chiên chân không cũng là máy mà chúng tôi rất tự hào vì đã chuyển giao rất là nhiều cơ sở sản xuất về cái dòng sản phẩm chiên chân không, sản phẩm trái cây, hoa quả, nông sản sấy giòn. Thì bên cạnh tôi đây là máy chiên chân không mini, phiên bản dành cho những cái phòng lab cũng như dành cho các trường đại học. Nếu như mọi người muốn nghiên cứu thì có thể là sử dụng và mua cái máy chiên chân không của công ty chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong để tìm hiểu xem thử là máy chiên chân không 1kg này nó có những cái bộ phận nào đặc biệt. Thì về cơ bản thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái bồn chiên. Bồn chiên của nó đầu tiên chúng ta nhìn vào á, chúng ta sẽ thấy có một cánh cửa. Cánh cửa này đặc biệt được thiết kế là có một cái cửa kính. Bạn có thể nhìn thẳng vào trong này để xem thử là quá trình vận hành cũng như là nâng hạ giỏ của cái máy này. Quan sát rất là dễ dàng. Khi mà các bạn mở cái cửa này ra đấy, thì nhìn cơ bản, nhìn sơ qua thì chúng ta, các bạn có thể thấy rằng là cánh cửa này chúng tôi gia công rất là tốt, với độ dày của nó rất là cao, nhìn rất là chắc chắn. Và nhìn vào đây thì đầu tiên bắt vào nhìn chúng ta đầu tiên chính là cái ron cao su chịu nhiệt rất là dày, rất là bền. Cái cao su này nó đảm bảo cái quá trình chiên của bạn diễn ra tốt hơn, nó không thể nào mà thoát khí hoặc là bắn dầu, hay là đảm bảo quá trình chiên ra cho nên ổn định hơn, nhiệt độ tốt, nhiệt độ giữ gìn nhiệt độ tốt hơn. Bên trong sẽ là cái giỏ. Cái giỏ này thì bây giờ thì đã được đặt ở phần dưới cái bồn rồi cho nên các bạn sẽ không thấy. Nhưng nhìn chung sơ qua thì cái giỏ này nó có một cái cấu trúc gọi là hình tròn trụ. Thì với cái thể tích chứa của nó là 1kg sản phẩm, thì các bạn có thể đặt cái giỏ này vào. Về cơ bản thì nhìn chung quanh thì nó sẽ có cái giỏ ở phần này. Khi mà cái giỏ được nâng lên, bên dưới sẽ là một cái bồn chứa dầu. Cái bồn chứa dầu này nó có vai trò chính là nó chứa dầu và có một cái hệ thống gọi là điện trở dùng để gia nhiệt dầu bên dưới cái bồn này. Sau khi mà bạn gia nhiệt cái dầu bên dưới thì các bạn sẽ hạ cái giỏ xuống. Khi mà đủ nhiệt độ cho cái dầu rồi, các bạn sẽ hạ cái giỏ xuống để mà cho cái dầu chúng ta tiếp xúc với cái nguyên liệu của mình. Nó đảm bảo được là cái nhiệt độ đủ và cái dầu tiếp xúc với nguyên liệu của mình, đảm bảo cho sản phẩm mình đã chiên ra theo đúng cái mà các bạn mong muốn. Tiếp theo đến chính là một cái hệ thống gương tụ. Hệ thống gương tụ này nó có một cái vai trò hết sức quan trọng. Đó chính là trong quá trình mà các bạn chiên thì nó sẽ sinh ra một cái chính là gọi là gia nhiệt. Chiên gia nhiệt thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt độ rất là lớn. Baby chiên thì lúc nào cũng cần một cái nhiệt độ lớn, đảm bảo cho cái sản phẩm các bạn ra trở nên nó tốt hơn. Thì cái bồn gương tụ này nó có vai trò chính là nó sẽ nhờ cái hệ thống bơm nó hút cái không khí, hơi nước nóng ra, nó làm mát cái hệ thống chiên của các bạn và nó sẽ làm ổn định cái quá trình chiên. Tiếp theo nữa thì nó sẽ làm tuổi thọ của cái máy chiên nhân không của bạn kéo dài hơn, bởi vì nó sẽ làm mát và làm cho cái hệ thống chiên của mình ổn định hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đi tới cái phần gọi là cái hệ thống nâng hạ giỏ. Hệ thống nâng hạ giỏ này thì nó sẽ có một cảm biến và liên kết với một cái máy nén khí hai mã lực. Thì cái máy nén khí này có vai trò chính là nó cung cấp khí cho cái piston này để nó nâng cái giỏ lên. Nâng cái giỏ lên là khi chúng ta mà nâng giỏ giỏ lên, các bạn có thể lấy nguyên liệu sau khi chiên, hoặc là các bạn có thể cho nguyên liệu vào và hạ giỏ xuống cho tiếp xúc với dầu để thực hiện quá trình chiên. Bên cạnh đó thì cái hệ thống nâng hạ giỏ này còn có một cái chức năng gọi là chức năng xoay, xoay vòng cái giỏ để đảm bảo làm sao mà nhiệt độ và dầu nó tiếp xúc với cái sản phẩm mình trở nên tốt hơn và nó duy trì được cái quá trình chiên, làm ổn định quá trình chiên của mình ấy. Tiếp theo bên cạnh đó thì tôi sẽ giới thiệu cái phần cực kỳ quan trọng, đó chính là cái hệ thống máy hút chân không. Với hệ thống máy hút chân không này á, nó có một vai trò rất là quan trọng, đó chính là nó sẽ hút cái môi trường không khí, hút cái không khí bên trong cái bồn dầu này ra bên ngoài. Sau đó lúc đó thì ở trong cái bồn dầu chúng ta chỉ là môi trường chân không thôi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu gia nhiệt lên và bắt đầu chiên, cho nên có thể nói rằng là cái hệ thống cái bơm chân không này như là một cái thiết bị quan trọng, như là quả tim của cái máy này vậy. Nó có vai trò rất quan trọng, nó sẽ hút cái không khí ra để làm môi trường chân không, đảm bảo được quá trình chiên cho nên tốt hơn. Tiếp theo đó thì tôi sẽ giới thiệu cái phần gọi là cái bảng điều khiển. Bảng điều khiển này thì nhìn sơ bộ qua các bạn sẽ thấy là có những cái đèn nguồn và đèn báo hiệu
và đèn các coi báo hiệu sau cái quá trình chiên lửa. Khi các bạn bật những cái công tắc lên thì những cái đèn báo hiệu này nó sẽ hiện ra để nó xác thực lại một lần nữa đó chính là cái chức năng đó đã hoạt động. Bên dưới thì là hai cái đồng hồ, một đồng hồ thời gian, hai đồng hồ nhiệt độ. Bạn có thể cài đặt thời gian cũng như nhiệt độ trên này để xét nhiệt độ trên này để đảm bảo cho cái đúng theo cái thông số của nguyên liệu của bạn. Về cơ bản thì hệ thống này, hệ thống nhân không một ký cũng rất là đơn giản, thì nó sẽ bao gồm những cái hệ thống, những cái bộ phận mà tôi vừa nêu trên. Về toàn bộ máy thì đều làm từ inox 304 hết, nên rất đảm bảo về những cái quá trình chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó thì các bạn mua máy thì chúng tôi sẽ bảo hành 12 tháng. Bất cứ những cái vấn đề gì mà liên quan đến vấn đề máy móc thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bảo hành miễn phí cho các bạn. Toàn bộ linh kiện ở đây thì đều được chúng tôi lựa chọn rất là kỹ trong quá trình lắp đặt cũng như là tạo ra cái dòng máy này. Thì chúng tôi chắt lọc những cái linh kiện tốt nhất để làm ra máy trên chân không này. Và nhìn cơ bản thì máy rất là gọn. Máy được đặt trên một cái hệ thống giá đỡ thế này và có cơ cặp bánh xe nữa, cho nên bạn có thể di chuyển máy đi bất cứ nơi nào mà các bạn muốn ha. Ngoài ra thì cái máy này bởi vì năng suất nó nhỏ, hệ thống bơm nhỏ và nồi chứa nhỏ, cho nên chúng tôi không có một cái tháp làm mát ở đây. Thêm tháp làm mát thì nó sẽ nâng cái giá trị máy lên, nhưng mà nó cũng không có tác dụng nhiều bởi vì cái máy này nó được bởi vì năng suất nhỏ, cho nên chỉ cần bao nhiêu những cái bộ phận chính của máy thì máy đã có thể vận hành tốt rồi. Về máy thì sử dụng điện là 380. Nếu như bạn vẫn chưa có dòng điện này hoặc là bạn đang còn vẫn đang sử dụng điện gia đình thì chúng tôi vẫn có thể thiết kế theo cái yêu cầu của bạn là đưa xuống còn dòng điện một pha là 220V để phù hợp với cái điện mà bạn đang sử dụng. Nếu như bạn đang quan tâm về cái máy chiên chân không của chúng tôi phiên bản mini dạng 1 kg thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đính kèm ở phía dưới. Và nếu như bạn ngại có vấn đề gì đó thì có thể để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tự động liên hệ cho các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấn chuông theo dõi để nhận ra những video mới nhất về thiết bị máy của Vinalconex. Xin cảm ơn.